vị đang đến với phần 2 của chương trình Giờ Cá Sổ trên kênh truyền hình FBC. Ngay sau đây sẽ là phần điểm qua những thông tin nổi bật trong nước và trên thế giới. Mở đầu sẽ là những thông tin trong nước, thưa quý vị. Theo thông tin từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, tính tới ngày 3 tháng 7 năm 2017, thì cả hai chỉ số chứng khoán đều đã tăng mạnh so với cuối năm 2016. Cụ thể, chỉ số VN Index đạt 778,88 điểm, tăng 17,1% so với cuối năm 2016. Trong khi đó, thì chỉ số HNX Index đóng cửa ở mức là 100,33 điểm, tăng 25,2% so với cuối năm 2016. Mức vốn hóa thị trường chứng khoán đạt hơn 2,5 triệu tỷ đồng, tăng 25,7% so với cuối năm 2016 và tương đương 56,4% GDP. Quy mô giao dịch bình quân mỗi phiên đạt hơn 12.500 tỷ đồng, tăng 32,5% so với năm 2016. Tổng mức huy động vốn trên thị trường chứng khoán thông qua phát hành cổ phiếu, đấu giá cổ phần hóa và đấu thầu trái phiếu chính phủ đạt 131.000 tỷ đồng. Bên cạnh đó, vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài tiếp tục vào ròng với giá trị danh mục nhà đầu tư nước ngoài đến cuối tháng 5 năm nay, tăng 28% so với cuối năm 2016. Ngoài ra, trong 6 tháng đầu năm nay thì hoạt động niêm yết cũng diễn ra sôi nổi. Trên cả hai sàn chứng khoán thì đã có 714 công ty và chứng chỉ quỹ niêm yết với tổng giá trị niêm yết đạt hơn 640.000 tỷ đồng, tăng 6% so với cuối năm 2016. Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam PVN vừa cho biết trong 6 tháng đầu năm 2017 thì giá trị sản xuất công nghiệp của toàn tập đoàn này đạt 227.000 tỷ đồng, bằng 49% kế hoạch đề ra cho năm nay. Tổng doanh thu đạt 247.100 tỷ đồng, bằng 56% kế hoạch đề ra cho năm nay. Tổng lợi nhuận sau thuế đạt 13.100 tỷ đồng, bằng 79% kế hoạch đề ra cho năm nay. Công ty này tập đoàn dự báo là giá dầu trung bình 6 tháng cuối năm sẽ dao động ở mức từ 46 đô la Mỹ cho tới 50 đô la Mỹ một thùng và giá dầu trung bình cả năm sẽ đạt 50 đô la Mỹ một thùng. Trên cơ sở đó thì tập đoàn này đặt mục tiêu tổng doanh thu hợp nhất nửa cuối năm sẽ đạt 120.800 tỷ đồng, vượt 6,5% so với kế hoạch đề ra. Lợi nhuận sau thuế 6 tháng cuối năm là 5.300 tỷ đồng, vượt 10,6% kế hoạch đề ra. Dự kiến cả năm 2017 thì doanh thu hợp nhất của toàn tập đoàn sẽ là 254.800 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 18.400 tỷ đồng, thưa quý vị. Hội đồng quản trị của công ty cổ phần hàng không Vietjet có mã chứng khoán là VGC vừa thông qua quyết định tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2017 bằng tiền mặt với tỷ lệ là 20%. Theo đó, ngày đăng ký cuối cùng là ngày 31 tháng 7 tới đây, ngày giao dịch không hưởng quyền là ngày 28 tháng 7 tới đây. Cổ tức sẽ được thanh toán cho cổ đông vào ngày 15 tháng 8 tới đây. Với vốn điều lệ gần 3.224 ngàn tỷ đồng, Vietjet dự kiến sẽ chi khoảng 645 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông đợt này. Ngoài việc trả cổ tức bằng tiền mặt 20%, thì Vietjet cũng sớm chốt thưởng cổ phiếu với tỷ lệ 40% theo phương án phân phối lợi nhuận năm 2016, đã được thông qua tại Đại hội Cổ đông Thường niên năm 2017 và đang chờ thủ tục từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Trong năm 2017, thì Vietjet dự kiến sẽ trả cổ tức ở mức là 50%. Tính đến hết quý 1 năm 2017 thì kiểm toán thặng dư vốn cổ phần của Vietjet còn hơn 1.500 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn hơn 2.000 tỷ đồng. Kết quả kinh doanh quý 2 năm 2017 của Vietjet dự kiến sẽ khả quan hơn kế hoạch đề ra. Thưa quý vị, Ủy ban chống độc quyền của Hạ viện Mỹ mới đây đã lên tiếng bày tỏ quan ngại về thương vụ trị giá gần 14 tỷ đô la Mỹ mà Amazon đã chi ra để mua lại hãng bán lẻ cao cấp Whole Foods. Dự kiến thì một phiên điều trần có thể sẽ được tổ chức để xem xét tác động của thương vụ này đối với người tiêu dùng. Được công bố vào tháng 6 vừa qua thì thương vụ trên được xem là một vụ thâu tóm lịch sử, mở ra một thời đại mới giữa bán lẻ truyền thống và hiện đại. Mặc dù cho đến nay thì phía Amazon vẫn chưa đưa ra bất cứ kế hoạch cụ thể nào sẽ thực hiện với Whole Foods. Tuy nhiên, các nhà phân tích lo ngại là thỏa thuận này có thể sẽ làm thay đổi bức tranh ngành bán lẻ của Mỹ, cũng như có thể tác động đến các doanh nghiệp vừa và nhỏ, cũng như là người tiêu dùng của Mỹ. Đại diện đảng Dân Chủ đã yêu cầu có một phiên điều trần vào thứ Năm tới đây. Mặc dù Quốc hội hiện không đóng vai trò quyết định về tính hợp pháp của thương vụ, tuy nhiên các cuộc điều trần do Quốc hội tổ chức thì thường nêu bật lên tác động của các giao dịch này đối với người tiêu dùng và giúp cho cơ quan thực thi chống độc quyền của Mỹ là Ủy ban Thương mại Liên bang Mỹ đưa ra được quyết định cuối cùng. Trong khi các chuyên gia về chống độc quyền cho biết họ hy vọng thương vụ trên sẽ giành được sự chấp thuận của chính phủ, thì một số ý kiến khác lại cho rằng thỏa thuận này có thể sẽ bị chặn lại. Hiện tại thì cả phía Amazon và phía Whole Foods vẫn chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại phần 2 của chương trình. Mời quý vị hãy cùng tiếp tục giữ kênh FBC để đến với phần bình luận về những cổ phiếu nổi bật.